Thưa quý vị, các giới chức an ninh tại Hà Nội đã nói dối mục sư Nguyễn Công Chính rằng vợ của ông ngoại tình. Các giới chức an ninh Cộng sản Việt Nam đã vào tận nhà tù nơi giam giữ mục sư Nguyễn Công Chính để tìm cách nói dối ông rằng vợ của ông ở ngoài đang ngoại tình. Tờ báo mạng The Christian Post vào hôm thứ Hai cho hay đây là lời cáo buộc do bà Trần Thị Hồng, phu nhân của mục sư Nguyễn Công Chính, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Công giáo Á Châu UCA News Thưa quý vị, mục sư Nguyễn Công Chính là một nhà truyền là một nhà truyền giáo bộc trực và cũng là nhà hoạt động dân chủ, đang thụ án tù 11 năm sau khi bị bắt vào năm 2011 và bị vu cho tội hợp tác với nhóm kháng chiến Furo, đã hết hoạt động từ lâu. Riêng bà Trần Thị Hồng hôm 11 tây tháng 5 đi thăm chồng tại trại giam Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai trong buổi thăm nuôi này bà được chồng kể cho nghe là có giới chức an ninh từ hà nội vào trại giam nói với ông rằng bà đang ngoại tình người bị chấn động chính là bà hồng bà nhận định đây là phương cách nham hiểm mà nhà cầm quyền cộng sản việt nam thực hiện hồng chia rẽ gia đình bà và buộc chồng bà phải nhận tội để được trả tự do bà kể lại với uca news rằng bà đã trấn an chồng rằng cả hai người đều là con cái của chúa và phải tin cậy lẫn nhau Bà cũng khuyên ông hãy can đảm lên, bởi vì mọi người bên ngoài đang nỗ lực làm việc để cho ông sớm được tự do. Bà Trần Thị Hồng cho biết rằng vụ nói dối chỉ là một trong nhiều cách thức mà mục sư Nguyễn Công Chính bị ngược đãi trong tù suốt 6 năm qua.